Việt Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Việt Nam máu đỏ da vàng, dòng máu Lạc Hồng vẫn cứ chảy, không phát phục trước lũ giặc quanh sông. Con cháu tiên dòng mãi tàn vẫn tràn bay, những kẻ tức đất đầu đã từng ăn trận chiến công anh liệt ngàn năm vẫn vang danh mãi tới sau này. Bom đạn rơi khắp dài Trường Sơn, nơi chứng kiến bao nhiêu người ngã xuống gian nan, tôi luyện trở nên kiên cường hơn. Đắng cay tuyệt chén rượu ta đã uống, nhìn trời nhìn đất nhìn thẳng, đối diện với cuộc chiến khốc liệt, đời lính ngang tàn thiên ngang và ngạo nghễ, bất chấp hiểm nguy vì thắng lợi bất diệt. Vâng, thưa quý vị, cô gái Hải Phòng Camion. Đỉnh quá, đỉnh quá. Đúng là dân Hải Phòng thật. Chiến qua, mau qua. Thí sinh thế này Triệu. Eo ơi, tôi có cảm giác như là cái áo dài này không có bung là cái sức của bà. Lừa ấy. Đó là một cú lừa. Cú lừa định mệnh. Đó. Cú lừa nghĩ rằng là em sẽ rap một bài về phụ nữ một cách rất là dịu dàng, nhưng không. Nhưng không. Tôi nói bé này mà đi tuyển sinh không ai giành phiếu nó lợi hết. Bước ra nó càng quét. Đánh lừa không chỉ bộ trang phục mà từ ngoại hình cũng đánh lừa luôn. Dạ, yeah. Cô này là máu lửa quá rồi, cá tính hú hồn. Khán giả cho em biết bình chọn bao nhiêu ạ? Lần đầu tiên có một thí sinh có được 100% bình chọn của khán giả tại trường quay. Xin chúc mừng Camion. That's impressive. I think she's the real Vietnamese gang. Yeah. Thank you, thank you chị. Anh biết anh bên Mỹ nhưng mà anh của anh kể Hải Phòng. So I know about Hải Phòng. Em sâu nhỏ, dễ thương nhưng mà your passion is there. I'm saying your passion is crazy. But does it gonna hop? Oh, she over hop. Over hop. I think so. Để anh Thái nói câu này thì không phải bình thường đâu. Em ơi, anh là Hải Phòng mày. Mà con có hiểu anh Thái nói gì không? Em hiểu không? Dạ có. Không có giỏi toán nhưng mà có giỏi anh văn. Tự nhiên sao cái khúc này nó khác cái giống khúc này diễn quá. Sẽ cùng với thành đoàn kia là vũ khí để đánh bại tất cả. Đó là con người thật của em.
Đó là một cú lừa. Một cú lừa. Biết rồi. Thì đây là một cú lừa thật sự và em chưa bao giờ vui như vậy khi mà bị lừa ấy. Khi mà anh nghe cái giọng của em thì anh kiểu wow, rất là bất ngờ luôn. Và anh cũng như là anh Thái là những người lớn lên ở bên nước ngoài, thì cái điểm chung của anh với anh Thái là bọn anh vẫn chọn stick with the culture của người Việt. Yeah, đó không phải là một cái điều mà những cái bạn đồng trang lứa làm ở bên đó, nhưng mà thực sự là mình biết là mình thích Việt Nam, mình yêu Việt Nam mình ấy, nhưng mà phải có những cái khoảnh khắc như thế này thì anh mới hiểu rõ được là cái tinh thần yêu nước nó là như thế nào. Và em đã đem cái điều đó cho anh. So thank you, I love it. Cảm ơn anh Ray. Anh không bất ngờ lắm với cả cú lừa của em, tại vì là khi mà em lên sân khấu em nói rằng em đến từ Hải Phòng và cái voice của em nó rất là mạnh mẽ. Em cũng như bất cứ rapper đến từ Hải Phòng nào, anh ví dụ như là anh Khánh Hải Phòng, anh Phương CD hay có anh Andre ở đây, mọi người đều là những người rất là Vietnamese gang. Và anh chợt có trong đầu một cái bài hát trong cái vòng tiếp theo nếu như em về đội của anh. Cảm ơn anh đi ạ. Em là cung gì? Em cung Nhân Mã. Anh tưởng em cung bọ cạp chứ, nay em càng quét quá. Đó là cú lừa. Bây giờ người Hải Phòng nghe người Hải Phòng nói chuyện nè. Khi em bước ra em rất là tự tin. Em còn nhỏ mà em chọn một cái đề tài rap rất là khó. Bản thân anh cũng chưa bao giờ anh dám rap một cái đề tài mà khó này, bởi vì anh rất là kém lịch sử. Nhưng mà sau cái bài này thì anh sẽ thử tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử và anh sẽ rap về lịch sử Việt Nam. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh thề đi. Xin mời các vị giám khảo. Chắc chắn là cái sự sôi động của giám khảo ở đây cũng đã nói lên rất là nhiều rồi. Mình không có thể ngồi đây mà coi em được, mà đứng lên đây cũng không đủ nữa, phải đi xuống dưới đó. Bởi vì năng lượng của em là một cái năng lượng rất là to lớn, có thể ảnh hưởng tới tất cả các khán đài ở đây. Có phải vậy không mọi người? Yeah. Khi em bước ra đây anh có hỏi Su và Ti, ủa bạn này bạn hát kiểu gì ta, bạn bé xíu à ta. Mà khi em cất giọng lên cái vocal như vocal đại bác ấy. Đó không phải là một câu chê nha, đó là một câu khen. Bởi vì để một người nhỏ nhắn xinh xắn như thế này, một cái vocal mà nó nặng ký và nó rõ ràng như vậy, thì xin lỗi, mùa 1, mùa 2 anh chưa thấy một người nữ nó làm qua hơn em ạ. Nhạc cổ động từ đất nước có nhiều thể loại, nhưng cái cách em truyền vào năng lượng với một cái bài nhạc mà vốn dĩ mọi người đã từng làm mà nó lên đến gọi là gấp 300-400 lần cái nguồn năng lượng của nó. Anh nói thật, anh mà không xuống đây thì tất cả các khán giả cũng ùa lên đây cùng với em. Và mọi người có đồng ý là thật sự cái năng lượng này không chỉ là do giọng bạn lớn mà còn là cái kiến thức của bạn mang lại cho chúng ta. Anh hỏi em một chút về vấn đề học vấn. Những cái lyrics của em ở trong bài là em đã trau chuốt từ những gì mà em được học để em mang vào đây và truyền cái năng lượng này cho mọi người, đúng không? Dạ vâng ạ. Những cái vấn đề em mang đến vào bài nhạc thì mang tính chất là giảm nhẹ những cái bác học trong lịch sử. Tại vì mọi người vẫn luôn thấy rằng là lịch sử là một môn rất là khó học, khó ngấm trên trường. Và để hỏi ai mà muốn học lịch sử hay không thì em nghĩ là rất là ít người. Và đến đây với một tinh thần của một con người về lịch sử thì em muốn shout out, muốn truyền cùng em trước, tại vì em rất là yêu lịch sử. Và cái thứ hai là em muốn tri ân tới những tinh thần chống giặc của trong ta, tinh thần chống dịch ngày nay của Việt Nam chúng ta, và kêu gọi mọi người là phải cố gắng xây dựng đất nước. Với một cái tuổi 2006 như này mà bạn ấy biết vận dụng những câu chuyện chống giặc của ngày xưa để link đến cái chuyện cộng đồng của chúng ta trong cái thời gian chống dịch gần đây, thì thực sự là anh rất tự hào là thí sinh năm nay rất Việt Nam và rất muốn mang những gì chất liệu của Việt Nam vào đây. Em ơi, mỗi lần có hoạt động đó, bên phường họ có mời em về hợp tác không? Em không hay hoạt động bên phường lắm ạ. Tại anh thấy nếu mà em làm trong mấy cái buổi mùa hè xanh hay là những cái gì mà hô hào vận động bà con, anh thấy cái hơi em đủ lắm, đúng không thiệt á? Mà anh Thành có đồng ý là khi mà lên rap Việt á thì cái hô hào này nó mới đúng cái vị trí không anh? Ngon lành lắm em, như tụi em nói là chưa bao giờ anh thấy một bé nào lớp 11 ra nó nạt mà giám khảo xếp re không ai dám nói gì hết. Lịch sử luôn mãi mãi ghi danh Việt Nam. Nam. Mà cái tinh thần đến từ bên trong cơ thể của cô này. Quy mô anh kỳ ơi. Kỳ lắm, nói chung là cái năng lượng đó nó rất là fresh. Nội lực tâm hồn quá mạnh. Mà nó không cố tình tạo ra cái gì hết. Giống như nãy em mới đứng nó nói chuyện, nó nạt cái tôi hết hồn, tôi bị lùi lại 3 bước vậy đó. Bây giờ với một thí sinh như vậy, tôi yêu cầu các vị huấn luyện viên có một cái màn tranh giành nảy lửa để xứng tầm với cô gái này. Trời, sao nói không ai phản ứng. Để anh nói một câu, ok?
Anh hiểu, anh không gần Việt Nam gì mấy, nhưng mà anh nói sao đây? Cái tấm lòng của anh, trái tim của anh. No, I just want to say, anh sinh ở bên Mỹ, không có ba, you know. Anh like 6-7 tuổi, ba bỏ đi, mẹ đi làm suốt đêm, suốt ngày. Không có gia đình ở bên Mỹ để dạy, so anh ở ngoài đường, mình nói tiếng Mỹ, so my Vietnamese is, I lost it over time. Nhưng mà từ từ chỉ gần lại thôi, but I want to say is, the only difference is, you're born in Vietnam, I'm born in America, but all of us, we're Mao Việt Nam, and we're very proud. In America, we represent everywhere we go. So like, I feel like with you and me, we'd be very powerful together. Thank you. Yeah. Dạ, và dĩ nhiên là đâu phải là mình chỉ là đi về đề tài lịch sử đúng không? Dạ vâng. Dạ, mình chỉ cần match với nhau về năng lượng thì mình có thể làm được rất là nhiều điều với nhau. Yes. Okay, sure. Yeah, just come up to the stage. Wait. Anh Thái need to, có ai need nữa không? Yeah, yeah, yeah. Anh cần em ở trong đội của anh. Dắt đi luôn, dắt đi luôn, đi luôn. Quay, quay, quay. Chết cha, đi luôn rồi. Bây giờ cái ghế đấy mà 4 người ngồi thì hơi chật. Nhưng mà thôi anh em cứ lên này đi. Trời ơi, không có đủ chỗ. Không sập vào đâu, chương trình làm nghe chắc lắm. Lực hấp dẫn kinh khủng này. Thứ nhất là anh rất là thích đồ ăn Hải Phòng. Anh rất thích là ăn bún cá, à đâu, bánh canh... Đá cua. Bánh đá cua. Bánh mì cay. Bánh, đúng, bánh mì cay. Nhà anh lúc nào cũng có pate hột đèn ở đấy. Mình rất hợp nhau. Anh không biết là em thích cái món này không, nhưng nếu mà em thích thì em về đội anh quá hợp luôn. Anh nghĩ là như thế này, là một huấn luyện viên nhỏ tuổi nhất ở đây, thì anh nghĩ là anh và em không sẽ hợp. Cho nên là anh nghĩ là anh và em, cái energy của mình nó sẽ dễ hơn. Còn anh em ở đây toàn là mấy anh này lớn tuổi hết rồi, sẽ không có match được cái energy của okay, em. Ok, anh thì đơn giản là anh đến từ Hải Phòng. Anh này có vợ rồi. Anh này có vợ rồi, anh này có bạn gái. Anh này làm gì mà lại có không, vợ rồi. Không thể nào có thời gian. Đã chưa nói gì mà chưa thấy. Sẽ không có thời gian để mà huấn luyện cho em kỹ càng. Không, đã là thí sinh thì phải huấn luyện hết chứ làm sao có chuyện mình giang dở được. Quá nhiều người rồi, em không thể nào có thời gian cho bạn nữ này nữa. Nhưng mà nếu bạn ý là bạn nữ thì em lại có thời gian cho bạn ý. Mạnh mẽ nào anh Bâu. Mạnh mẽ lên. Con bé nó cần một cái không gian để nó được thở. Xin mời bốn anh đưa nách ra khỏi người cơ thể của em tôi. Đừng có kẹp em tôi vậy. Không anh ạ, cái đợt vừa rồi em đi Úc diễn nên là em mua cái loại tốt lắm. Đúng không? 48 tiếng. Đúng 8 tiếng không? em cần rất là cần nước ạ. Trời ơi. Ai đem xe nước cho bạn. Nè em. Nè em. Trời ơi, B-Ray trời. Có vẻ sân nhà nha. Trời ơi, nó uống quá, uống thiệt. Qua đây cưng, qua đây về với anh. Bên này an toàn hơn. Không có đứng ở bên kia, toàn là gangster không mà sợ quá. Qua đây. Dân chơi gangster. Có gì đâu mà thiệt, không cho nhỏ nói. Bắt nhỏ đứng giữa hút nước không. Trời ơi, qua đây cưng. Nãy giờ, ba tê cũng dụ rồi. Rồi vợ con, đồ này nọ, bày đặt tuổi tác, đồ. Toàn là phù phiếm không. Không có cái gì thực tế hết. Giám khảo nó ăn luôn rồi. Đó. Bây giờ tôi cần một cái lời nói công tâm gì chuyên môn để cho em tôi đi về một cái bến bờ hạnh phúc. Xin mời ban giám khảo. Chúng tôi đề cử Ti đại diện cho gia đình chúng tôi phát biểu. Xin mời bạn. Xin mời Ti ạ. Anh là con người nhạy cảm ấy. Từ lúc em rap này cho đến lúc mà em nói chuyện, anh không hiểu sao có một cái thế lực gì mà mỗi lần em nói anh cảm thấy nổi da gà. Cho nên là anh thấy đầu tiên một người nên phải có một cái nguồn năng lượng có thể handle được cái năng lượng của em. Tại vì là cái nguồn năng lượng của em nó quá lớn. Bạn này giống như Jean Grey trong X-Men vậy đó. Có bốn ông này mà chồng lên nhau mặc khoảng 12 cái áo giáp cũng chưa chắc đã thoát khỏi chấp luôn sự sát thương của lời nói của em, chắc chắn luôn. Cho nên là đối với anh, một người mà từ xưa đến nay vẫn luôn luôn giữ được một cái phong độ về năng lượng. Andre thì có thể là bao nhiêu? 10 năm một phong cách. 10 năm một phong cách à? 10 năm. Nhưng mà cái người anh nói ở đây, thực sự là anh ấy có 25 năm, 30 năm ở trên cái nền rap Việt này rồi. Và
thực sự đến bây giờ chưa ai có thể cản phá được cái nguồn năng lượng của người anh cả đấy, Thái Việt G. Và chúc mừng em về với đội của Thái Việt G. Chúc mừng hai anh em. Tôi nghĩ đây là một cái quyết định cũng khá là hợp lý đấy. Tại vì cái năng lượng mà nó bạo táp như thế này cần phải có một cái nguồn năng lượng khác khống chế được em nó, hoặc là cùng cháy chung với em nó, thì chỉ có anh Thái thôi. Tại vì ở đây anh Thái là người duy nhất có thể có khả năng có được một đứa con gái như vậy. Vietnamese gang 2 right there. Vietnamese gang 2, definitely. Next generation. Yeah, the next generation. Bạn ấy sẽ rap là tại tớ bay trên cao với hai đôi cánh, tớ mới là người Việt Nam mà các cậu phải tránh. Yeah, nhưng mà anh Thái chắc cũng cỡ tuổi ba của bé đó. Đúng rồi, chắc không nổi luôn. Không, không tới đâu, ba thôi. Cho nên là nó dễ với anh, nó cảm thấy nó ấm áp lắm, nó không bị lo, anh hiểu không? Cỡ em nó kêu chú, anh nó kêu ba, đúng rồi đó. Về nó kêu ba Thái đó. Bác Thái. Bố mẹ ơi, con cái bố mẹ làm được rồi, yes sir. Mình thấy rất vui về phần trình diễn vừa rồi của mình, và mình chắc chắn sẽ khiến quê hương Hải Phòng tự hào. Cát Biển Hải Phòng. Hoa Vương đang phát sóng trên ứng dụng Vion.